Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu về cái chương trình phá xe tiếp tục. Đây là kế bên bữa nay Khanh phá tiếp chiếc HRV. Thì HRV, hôm nay chủ đề của chúng ta là nhấn nút start stop khi mà chạy xe. Tức là tắt máy, đang chạy mà nhấn nút start stop vào để cho tắt máy thì xe sẽ như thế nào và chúng ta có đánh lái được hay không. Thì đầu tiên Khanh xin phép trả lời trước cho các bạn là khi mà chúng ta đang lái xe mà lỡ các bạn có một cái sự cố bất kỳ, chúng ta bắt buộc phải tắt máy, thì chúng ta hãy nhấn vào nút start stop, nhấn hai lần và nhấn hai lần liên tục và lần thứ ba giữ thì cái xe của chúng ta sẽ tắt máy hoàn toàn. Nhưng khi tắt máy rồi, các bạn vẫn có thể đánh lái được vào trong lề, vẫn có thể đạp phanh, vẫn có thể đánh lái và vẫn có thể đạp phanh nha các bạn. Nhưng mà đánh lái lúc này sẽ nặng, bởi vì chúng ta đã bị mất trợ lực rồi. Nặng nha, cái này nói trước là đánh lái nặng chứ không phải đánh lái nhẹ như lúc mà máy đang nổ đâu. Rồi, chính câu chuyện của chúng ta xảy ra là gì? Các bạn hỏi lại là chúng ta có đang chạy mà nhấn đề, ai đó nhấn đề hoặc là bé nhỏ nhấn đề thì như thế nào? Thì chắc chắn rằng các bạn khi chúng ta lái, hồi nãy Khanh có nói là muốn tắt máy khi đang chạy thì chúng ta phải nhấn hai lần liên tục và đè giữ lần thứ ba đè giữ thì nó mới tắt liền. Chứ không phải là nhấn vào cái nó là nó tắt liền giống như chúng ta đang đậu xe đâu. Chắc chắn với các bạn luôn. Và cái việc này thì chỉ có người tài xế chủ động thôi, chứ có người kế bên hoặc là cái người ở phía sau mà chồm tới thì chắc chắn cũng không thể nào mà làm được. Chỉ có người tài xế chủ động thôi. Thì cái video clip này Khanh muốn làm để cho các bạn hình dung rõ được câu chuyện là chúng ta xử lý trong những tình huống khẩn cấp và các bạn có làm thì giả sử có phải là tắt máy khi mà đang chạy thì cái xe của chúng ta cũng vẫn an toàn, vẫn có thể đánh lái được và chiếc xe của chúng ta không bị hư hỏng. Rồi thôi nói nhiều quá, bây giờ giới thiệu cho các bạn cái chiếc HRV này thì được nhập khẩu tại Thái Lan. Khanh có hai phiên bản G và L. G là 786 và L đứng kế bên Khanh đây thì nó là 871. Nó lệch nhau về ghế da, ghế chỉnh điện ở phía trong xe, cửa sổ trời toàn cảnh, còn các chi tiết khác thì nó giống nhau. Rồi bây giờ mời các bạn hãy cùng lên xe, chúng ta hãy cùng theo dõi là tắt máy khi chạy thì như thế nào nha. Để xem lại. Đây, xe thì có cửa sổ trời toàn cảnh. Đây, mở cửa sổ trời ra rất là thoáng. Rồi, có phanh tay điện tử, có brake hold sẽ giúp cho các bạn lái xe tiện dụng hơn. Rồi màn hình nè, camera da nè, có sẵn luôn. Cả miếng da có sẵn, lẫy số vô lăng. Rồi ga tự động cruise control, đèn tự động auto, gương hậu tự động chống chói, cảm biến gạt mưa. Rất là đầy đủ. Rồi, bây giờ câu chuyện chúng ta chạy xe nha. Phanh tay điện tử sẽ giúp cho các bạn nhàn hơn. Rồi, chỉ cần kéo về chữ D. Phanh tay điện tử nè, đang không hạ xuống đúng không ạ? Các bạn thấy chữ P màu đỏ không ạ? Đang không hạ xuống. Thì chúng ta chỉ cần đeo dây đai an toàn vào và đệm ga. Chạy thôi, tự động nó hạ xuống, các bạn không cần phải bị quên cái phanh tay. Rồi bây giờ Khanh chạy nha. Các bạn thấy không? Người ngồi kế bên nếu mà muốn chủ động mà đưa tay vào tắt nút start stop, các bạn chắc chắn là không. Nhất là đầu tiên là đưa tay vào đã khó rồi mà còn phải thao tác nhấn hai lần liên tục và lần thứ ba giữ nữa thì chắc chắn không thể. Rồi bây giờ Khanh sẽ chạy xe và thao tác cho các bạn xem nha. Rồi đây, tăng tốc lên, đang chạy nè. Rồi đang chạy nha, bây giờ Khanh tắt máy nha, nhấn hai lần nè, lần thứ ba giữ nè. Rồi tắt máy, các bạn thấy không ạ? Tắt máy nè, nhưng mà Khanh vẫn đánh lái được. Đây nè, chuyển lái nè, đạp phanh nè, dừng lại nè. Xe giả sử có xe phía trước dừng lại nè, vẫn đánh lái dừng lại được. Thì các bạn lưu ý rằng khi mà chiếc xe của chúng ta đang chạy mà các bạn cố tình tắt máy thì nó sẽ nằm ở chế độ là accessory mode, có nghĩa là bằng với cái việc mà các bạn tắt máy nè, cái máy của chúng ta đang tắt đúng không ạ? Chúng ta nhấn nút start stop lần đầu tiên nó là chế độ accessory mode, lần thứ hai thì nó mới đề máy. Bây giờ Khanh sẽ chạy lại cho các bạn và tắt máy tiếp tục và đề máy khi xe còn đang chạy để cho các bạn hình dung được là chúng ta có tắt máy rồi
chúng ta vẫn có thể đề máy được bằng cách là gì, chúng ta nhấp cái chân phanh để cho nó ra tín hiệu là có phanh và chúng ta mới đề được. Nhưng các bạn lưu ý là lúc mà chúng ta đề lại thì cần số phải ở chữ N, chúng ta phải đá lên chữ N nó mới đề được. Còn ở cần số có số D, S là chắc chắn không đề được. Rồi giờ canh chạy nha. Rồi bây giờ canh tắt máy nè. Rồi tắt máy. Đó, vẫn đánh lái được các bạn, vẫn đánh lái được nè. Rồi bây giờ chúng ta muốn đề lại đúng không ạ? Nhấn vô không được, bởi vì cần số đang chữ D đây. Bây giờ chúng ta phải đá lên N và chúng ta dậm nhẹ cái chân phanh, chúng ta đề. Rồi kéo cần số xuống chữ D, chạy tiếp đây. Rồi chạy tiếp đây. Các bạn hãy yên tâm là tất cả mọi thiết kế của kỹ sư họ đều tính toán cân nhắc rất là kỹ mọi thiết kế, giúp cho các bạn lái xe một cách an toàn và không bị sự cố bất kỳ vấn đề gì nữa, tại vì họ đã hình dung hết tất cả mọi câu chuyện rồi. Rồi bây giờ tập vào lề, có cái back hold nè, đậu lại đó, tự động nó giữ phanh, cần số ở chữ D vẫn giữ phanh này, giở chân lên tiện không ạ. Đậu đèn đỏ có cái này tuyệt vời luôn, đèn xanh chỉ cần để miếng ga là chạy thôi, quá nhẹ nhàng khỏi phải suy nghĩ. Chiếc xe có black hole với phanh tay điện tử là một chức năng là rất là hữu ích. Rồi trên đây thì Khanh đã giới thiệu cho các bạn về cái việc mà đang chạy xe mà tắt máy thì như thế nào, thì mong rằng các bạn cảm thấy video này nó hữu ích và các bạn yên tâm khi sử dụng xe. Các bạn hỏi về chương trình mua xe Honda HR-V, các bạn gọi điện trước cho Khanh theo số điện thoại 0996 773366 thì Khanh sẽ giải đáp rõ ràng hơn để các bạn lên showroom và mình ký hợp đồng thôi. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.